Giữa nền nhiệt nóng như đổ lửa thì rất nhiều người dân thủ đô đã bất chấp biển cấm để tắm ở Hồ Tây. Thậm chí có nhiều người còn đưa cả thú cưng hoặc là con em của mình đi tắm cùng. Hầu như ngày nào thì nhiệt độ ngoài trời cũng lên đến 40 độ C. Nhiệt độ đo sát mặt đường có thể đạt tới 50 độ C vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Nhiều người dân cảm thấy khó chịu trước hình thái thời tiết này đến mức không còn thiết tha làm gì. Các biện pháp tránh nắng, tránh tia UV như là hạn chế ra đường vào tầm trưa, bịt bung cẩn thận, tránh nắng dưới tán cây vân vân đều không đủ để giải tỏa. Nên người ta đã nghĩ ra một cách, đó chính là giải nhiệt ngay lập tức bằng việc tìm đến Hồ Tây để vui chơi cũng như là xối nước, mặc cho có rất nhiều biển cấm tắm ở những nơi nguy hiểm. Bãi tắm ở Hồ Tây là cụm từ gần đây nhất được dùng để chỉ những chiếc bể bơi khổng lồ này. Và ở đây đông đúc nhất là khoảng từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối mỗi ngày, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Quảng An, Quảng Khánh và Quảng Bá. Không chỉ có thanh niên mà ngay cả những người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em cũng đi tắm, khiến cho khu vực này khá là nhộn nhịp. Rất nhiều trẻ em được bố mẹ cho đến tắm cùng và tỏ ra khá hào hứng. Các em nhỏ tuổi luôn được các phụ huynh theo sát. Việc được bơi lội thỏa thích trong làn nước mát giữa những ngày oi bức như thế thu hút được rất đông người già và trẻ con. Tuy nhiên, một số em thì còn khá bỡ ngỡ, sợ sệt, níu chặt lấy tay bố mẹ không dám xuống nước. Nếu như không có phao thì người dân và trẻ nhỏ sẽ sử dụng những vật dụng để thay thế như là can nhựa, xô nhựa. Tuy nhiên, những vật dụng này vẫn khá là nguy hiểm, không đảm bảo an toàn vì những đồ này rất dễ bị lật. Việc lựa chọn tắm ở những nơi tự phát như là Hồ Tây luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Được biết là Hồ Tây vẫn liên tục được cải tạo, nạo vét, do đó mực nước sâu, nông thường không đều. Trong khi đó thì quanh khu vực này không hề có một lực lượng cứu hộ đảm bảo an toàn nào cho người dân. Đáng chú ý hơn là nhiều bạn trẻ còn mang cả thú cưng đi để giải nhiệt cùng. Sau khi làm vài vòng Hồ Tây thì boss sẽ được tắm sạch sẽ trước khi về nhà bằng xà phòng. Tuy nhiên, không phải là boss nào cũng hứng thú với chuyện này. Có rất nhiều chú cún cưng đã nhát nước và bị chủ kéo bằng được xuống hồ để hạ hỏa. Có thể thấy là hình thức giải nhiệt tự phát này đang thu hút được rất nhiều người cùng áp dụng. Tuy nhiên thì mọi người cũng cần lưu ý là tắm sông như này thì rất nguy hiểm và mọi người chỉ nên áp dụng những biện pháp an toàn hơn. Ví dụ như là tránh nắng ở dưới tán cây hoặc là rộn nước ở nhà. Có thể nữa là mình có thể bịt bùng hoặc là tránh những khung giờ cao điểm hoặc là những khung giờ nóng ở trên đường thôi. Bởi vì như thế thì sẽ an toàn hơn ấy. Còn các bạn thì cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh SNews nhé. Và bây giờ thì xin chào.